Mở đầu chuyên mục Camera Nóng là khoảnh khắc cậu thiếu niên ngẫu hứng biểu diễn kỹ thuật xoay bóng comeback chẳng kém cạnh ngôi sao bóng đá Anthony khiến cho nhiều người trầm trồ. Được biết, cậu bé này chỉ khoảng 15 tuổi thôi. Sau khi thực hiện vài động tác chuyền bóng, thì cậu bé liền đưa trái bóng sát chân phải của mình rồi thực hiện kỹ thuật xoay cơ ba được 7 vòng liên tiếp một cách điều nghệ. Theo đó, cậu bé này chơi bóng một mình trước khi nhà. Sau khi thực hiện vài động tác chuyền bóng, cậu bé liền đưa trái bóng sát chân phải của mình rồi thực hiện kỹ thuật xoay cơ ba. Đáng chú ý, cậu bé xoay được 7 vòng liên tiếp một cách điều nghệ. Nhiều người cho rằng kỹ thuật xoay bóng của cậu bé này chẳng kém cạnh ngôi sao bóng đá Anthony của Brazil. Vì thế, nhiều người cho rằng nên kết nạp cậu bé vào đội tuyển bóng đá chuyên nghiệp càng sớm càng tốt.